Anh ạ. Và kế đến con xin chuyển đến máy cho Hình Nhận Liên và Tỷ Vạn Phong, và xin máy chú Khải Đạt chuẩn bị Di Đà Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ kính bạch chư tôn giáo phẩm, kính chào lão cư sĩ Hữu Âm ạ. Hôm nay đồng tu chúng con có một câu hỏi. Dạ theo tập tục thế gian, cuối năm thì gia đình con cúng rước ông bà về ăn Tết, rồi sau đó đầu năm lại cúng tiễn ông bà về trời. Nay con học Phật theo pháp môn niệm Phật cầu nguyện vãng sanh. Con xin lão cư sĩ Diệu Âm từ bi giảng giải cho con được rõ con cúng ông bà như thế nào để có được nhiều lợi lạc và đúng ý nghĩa với cái tông chỉ của pháp môn niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cúng kiến ông bà cũng không có gì sai, mời ông bà về ăn cũng không ai cấm, tiễn ông bà đi cũng không ai ngăn. Nhưng cái điều mà mình suy nghĩ là mời ông bà có về được hay không, tiễn ông bà về trời, có phải ông bà ở trên trời tiễn về đâu không? Điều này là cái điều mà chúng ta nên phán xét. Cho nên tập tục chư vị có thể làm, còn mà tập tục đó có thực hiện đúng hay không, có ảnh hưởng không, có tác dụng gì không đối với ông bà chúng ta, thì đây là vấn đề chúng ta nên đặt ra. Xin thưa thực với chư vị, nếu thực sự ông bà mình đã về trên trời thì phước báu trên trời lớn lắm, các ngài không cần gì mấy cái quả chú ý băng cầu với chưa hấu của mình đưa xuống nè, mời các ngài ăn chứ không các ngài đối đâu. Không cần. Nếu ông bà mình đã rơi vào cánh phàm phu là coi như là địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi, có mời mời cũng không được. Không dễ gì mình thắp một cái nhang mời một cái mà diêm vương cái mở cửa địa ngục để mà đưa ông bà, không dễ đâu. Còn rơi vào hàng súc sanh rồi bên mời làm sao mời được, con gà nó nhảy lên bàn thờ đi, nó vừa tới mới cửa mình đã đuổi nó ra rồi, mình đuổi ông bà mình ra khỏi nhà. Cho nên tục không phải là sai lầm, nhưng mà sai lầm cái chỗ là ta không cứu nặng ông bà cha mình, mà cứ nghĩ rằng ông bà cha mình chết đi trở về một cảnh giới ngon lành nào đó, muốn về thì chúng ta kêu về, muốn đi thì chúng ta tiễn đi. Cái đó là thực sự chúng ta nên cẩn thận. Mong chư vị hãy thành tâm niệm A Di Đà Phật, hồi hướng cho ông bà thân tộc của mình ở tất cả mọi nơi cùng phát tâm niệm Phật. Nếu mà cái tâm thành của chư vị làm cho ông bà cha mẹ chúng ta đang bị nạn ở một chỗ nào đó, thấy một đứa cháu một đứa con thành tâm niệm Phật, tự nhiên hồi hướng công đức cho các ngài, các ngài hướng được cái phước báu đó mà có thể lần lượt thoát qua những cảnh ác nạn. Khi thoát qua những cảnh ác nạn mà chưa được siêu siêu sanh rồi, các ngài đang ngày đêm cầu khẩn cho những đứa con đứa cháu tiếp tục hồi hướng công đức cho họ. Và trong lúc hồi hướng mình thành tâm khẩn nguyện, ông bà cha mẹ ơi hãy phát tâm niệm Phật trở về Tây Phương. Họ nghe được, họ hiểu được, họ đón nhận được những lời khai thị này. Họ ngộ ra, à mình phải nghe lời đứa cháu, mình phải nghe lời đứa con, mình đi một mình trở về Tây Phương, về chủ thông bằng quyến thuộc. Có nhiều ông bà cha mẹ mình lang thang trong cảnh thân trung ấm mà thế gian gọi là ma là quỷ, chứ thực ra không phải là ma là quỷ gì quá, mà ông bà cha mẹ chúng ta cứ thành tâm nói đi thì tự nhiên họ cảm động. Họ cảm động, họ niệm Phật, họ niệm Phật, họ chưa nhận một cái thân nào ở đây thì họ đi thẳng về Tây Phương nhập luôn cái thân Bồ Tát. Một câu A Di Đà Phật cứu một vị ma đó đi thành Bồ Tát, chư vị nghĩ coi ai là ma ai là Phật đấy. Chính vì thế mà trong pháp hộ niệm cứu độ vô lượng vô biên,
chỉ bằng một sự khai thị hướng dẫn thành tâm nhắc nhở cho chư vị trong pháp giới hiểu được cái pháp niệm Phật một câu thành đạo vô thượng tức khắc trong đời này. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, đi thẳng về cõi Phật. Chứ đừng có nói cha mày ơi, cha hãy tới chùa tu đi, cha đi tới đi, con tu với con đi, cứ tu tu mà không biết tu đường nào cả. Thì bây giờ dặn cha ơi, cha hãy niệm Phật đi cầu về Tây Phương. Ông nội ơi, hãy niệm Phật đi cầu về Tây Phương, nó thắng con đường dẫn thắng về Tây Phương là. Để họ nếu mà nghe được tự nhiên, họ phát tâm niệm Phật 10 niệm tóc xanh theo đại nguyện của Đức A Di Đà. Vì chính những người mà mình cho là ma là quỷ đó, thực ra họ là một vị Phật bị mê. Không ai nhắc nhở, bây giờ khai thị mở cái tâm họ ra đi để họ đi vãng sanh, thì điều này là điều chưa bị tận hiếu vậy. A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm cảm ơn những lời chỉ bày rất là cặn kẽ của lão cư sĩ Diệu Âm, và cũng xin cảm ơn câu hỏi của huynh Nhận Liên rất là đúng thời ở giờ lúc mà gần sắp Tết này.